chứng minh của chư Phật và chư Tăng và cha mẹ họ hàng hai bên, mình đã phát nguyện như thế là mình sống phải hòa thuận với nhau, vợ chồng tương thân tương ái với nhau, nhường nhịn lẫn nhau, hiếu kính với ông bà cha mẹ và có trách nhiệm dạy dỗ con cái được nên người. Thế là gia đình chúng ta hạnh phúc bình an. Gia đình chúng ta hạnh phúc bình an là chúng ta góp những bông hoa nhỏ, những chùm hoa nhỏ vào ngôi nhà hạnh phúc của cả xã hội và dân tộc Việt Nam. Đến công sinh thành và dưỡng bố mẹ để con có cuộc sống như ngày hôm nay. Con không mong gì ngoài bố mẹ mạnh khỏe để được sống lâu với chúng con, các cháu. Sống thật lâu hơn nữa để con được cạnh bố mẹ và bầy bố mẹ nhiều hơn nữa.